Hello cả nhà, welcome cả nhà đến với kênh Hiếu Phạm Cuộc Sống Mỹ. Thì sau một thời gian núp bóng cả nhà là ngủ đông á, mình gọi là ngủ đông đi, thì hôm nay á, là em lại trở lại với lại cả nhà đây. Thì em mong cả nhà hãy ủng hộ kênh Hiếu Phạm Cuộc Sống Mỹ cho em nha. Thì hôm nay á, em sẽ quay cho cả nhà xem ở ngoài vườn của em ngày hôm nay vào gần giữa tháng 3 rồi, thì thời tiết á, thì cũng còn lạnh, và để cho cả nhà tham quan xem cái khu vườn của bây giờ nó như thế nào. Và em đã sắp sửa chuẩn bị cho cái mùa hè năm tới rồi cả nhà, mùa xuân sắp đến rồi, thì là sẽ quay cho cả nhà xem ở vườn nhà em như thế nào nha. Nhà ơi, thì cả nhà thấy em có thay đổi gì không? Già đi á cả nhà, qua một năm cái mình thấy tuổi mình nó lớn lên á, cái mình già đi cả nhà. Con mình thì lớn còn mình thì lại già đi. Cả nhà có khỏe không? Chứ em thì em thấy tuổi em càng ngày càng lớn á, làm như cái sức khỏe nó không có như ngày xưa nữa cả nhà. Rồi bây giờ thì em sẽ quay sơ sơ cái vườn của em của cái tháng 3 nha, giữa tháng 3. Thì đây là những cái cây hoa đó cả nhà. Đây là hoa tulip á cả nhà. Hoa tulip cái năm vừa rồi á, trời ơi em nói em rất là mê hoa. Rất là mê hoa, nên là cứ mà có hoa có gì là em mua. Thì đó em mới em gieo em trồng nó từ hồi, trời ơi, cũng từ hồi lâu rồi cả nhà. Cũng từ hồi là tháng 11, tháng 12 luôn rồi đó. Đó, thì bây giờ nó nảy mầm rồi nè. Đó, thì nó đã nảy mầm như là cả nhà thấy ở trong Costco hay là Home Depot hay là Lowe mà nó bán củ giống á, của hoa mùa xuân á, thì vậy là cả nhà mua đi và về là cả nhà trồng xuống liền để cho nó kịp lên mùa xuân nha. Rồi á, khi mùa xuân á thì nó sẽ bán hoa cho mùa hè, thì cả nhà lại mua cái củ giống để về trồng liền để cái mùa hè nó kịp lên. Đó, như là cả nhà đừng có sợ, vì cũng có nhiều em á, nhiều em nhỏ lại sợ, thấy có bán rồi mua nhưng lại chưa dám trồng vì sợ nói ôi thời tiết nó còn lạnh quá, sợ trồng nó thối củ. À không đâu em, là vì là cái giống này nó chịu lạnh được và sang năm nó mọc lại được, thì chứng tỏ là nó chịu được cái lạnh của mùa đông đó, nên là nó ở ngoài trời, nên là các em đừng lo lắng mà hãy gieo xuống liền đi, chứ để mà mùa xuân nó không kịp ra hoa cho các em ngắm đó. Nên là mình đây là mình là năm nào mình cũng trồng nên mình biết rồi, có những năm mình trồng rồi nó mọc lại, rồi có những năm mình lại thấy hoa nó đẹp, hoa khác nó đẹp hơn mình mua. Đây là tất cả những cái này là mới hết, là mình đã trồng từ hồi tháng 10, giữa tháng 10 hay tháng 11 gì đó, mà nay là đó mấy em này là nhú hết rồi. Đó là hoa tulip, và cái hoa mình không có nhớ tên, mà cái hoa nó màu vàng vàng á, đó là cái hoa đó là nó dành cho mùa xuân. Rồi đây á, là cây này là cây mai dây này nha. Cây mai dây này á là trời ơi hay lắm cả nhà, hôm Tết nó ra hoa màu vàng, mình thích màu vàng, cái nó hoa ra nụ màu vàng nhiều lắm mà cũng đẹp lắm, mà nó là dạng mai dây, nó cái dây nó cứ dài ra để đó, nên là mình phải cho nó vô cái vòng tròn này, giống như trồng cà chua vậy đó, để mình quấn nó trong đây. Rồi đó, đây là cả nhà đó, giờ mấy em là bắt đầu những cái hoa gì của mùa xuân là mấy em bắt đầu nó đâm chồi hết trơn rồi. Đó, cây này á là cái này không có phải hoa mà lá, cái lá của nó sẽ đổi màu của chị bạn á, người hoa chỉ cho mình năm trước á, đó năm nay nó lớn hơn rồi nè. Rồi đó những cái này giờ nó nhú lên hết đó cả nhà, là nó sẽ là hoa tulip hoặc là cái hoa vàng vàng á đó, thấy chưa cả nhà, nó nhú nó đâm chồi lên hết. Rồi á hả, là đây nữa cả nhà ơi, thì á mình rất là thích hoa, nên là năm vừa rồi đây á mình mua rất là nhiều. Đó, tulip nè, một dãy ở trên đây, mà là cả nhà khi cả nhà gieo xuống, trồng xuống, trồng củ nó xuống như vậy á, thì á là làm ơn là tưới nước cho nó nha. Thí dụ như là hả, cả nhà để ở chỗ nào mà ở ngoài trời á, thì có khi nó mưa, có khi có tuyết thì nó có nước, nhưng để cái chỗ nào giống như ở dưới đây là ở trên đây là mái hiên nè,
đó, trên đây mấy hiên thì có khi nước nó không vô tới đây á, thì mình phải tưới cho em nó nha. Thì nó ẩm ướt á, thì cái nụ á, nó mới cái củ á, nó mới nảy mầm đó. Còn những cái chậu này nó chưa nảy mầm, đó là những cái chậu hoa dành cho mùa xuân, mùa hè đó. Hoa lily, hoa ly này là nó double, cái bông của nó sẽ là 2-3 tầng lớp vậy đó. Còn đó, những cái mà nảy mầm là những hoa tulip. Hoa tulip nó sẽ nảy mầm vào mùa xuân, còn cái hoa ly nó sẽ nảy mầm vào mùa hè đó. Để tí nữa mình sẽ đi tưới nước cho nó nè. Đó, cưng lắm cả nhà ơi, thấy thương ghê không. Thì đó, vườn tược đó thì bây giờ đó là những cái chậu trên đó là hoa lồng đèn á. Hoa lồng đèn thì không biết là nghe người ta nói thì nó mọc lại á, mà mình không biết nó có mọc lại không. Nếu nó không mọc lại thì thôi mình mua cái khác mình trồng vô đó, nó đẹp lắm nha. Hồi năm rồi á mà mình mua rẻ à, chứ không mắc đâu. Ở Phép Mê ơ đó, cứ ra Phép Mê ơ cả nhà. Cả nhà muốn cây giống gì đó, mùa xuân là cả nhà cứ ra Phép Mê ơ. Đủ các loại hoa, đủ các loại rau củ quả, rất 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 là nhiều. Mình cứ ra đó đó, có những cái mình gieo, nhưng có những cái á, mình ra mình mua ủng hộ người ta. Đó là cái hoa đó mình ra mình mua, cái mình về mình trồng xuống vậy đó. Cái đến mùa, trời ơi, mà cái thằng lồng đèn á là nó chịu mát, nên là nó sẽ ra vào mùa xuân á cả nhà. Mùa xuân nó sẽ ra và nó rất là tươi tốt luôn. Đó, mà nghe người ta nói thì là nó sẽ mọc lại, nhưng mà tánh mình nôn lắm, mình nôn nóng lắm, nên là thôi cứ dục đi xong rồi đi ra mua cái khác. Rồi hả, đây cả nhà ơi, trong đây thì trời ơi, em có những chậu bạc hà. Những chậu bạc hà năm rồi á chị bạn em tặng á, đây cũng bạc hà, đây cũng bạc hà, đây cũng bạc hà, rồi đây cũng là bạc hà, để coi rồi nó có lên hay không. Rồi đây là những cái cây ớt á, mà thôi mình để vậy đó, chứ rồi mình cũng mình bỏ rồi mình trồng cái khác. Rồi đây là rau răm, khổ ghê gì ta. Cái rau răm á, cái mình thấy năm vừa rồi, cái là cả nhà đến mùa, hết mùa, cái mình thấy gốc của nó bự quá, cái mình dúi lại á, rồi đem vô nhà mà sao nó vẫn cháy lá. Mình điên quá, mình đem ra ngoài đây, thôi kệ đi, năm tới tao gieo cái khác đó. Rồi cả nhà coi nè, đó là những cây ớt, chậu ớt á, mà mọi người nói là giữ đi rồi nó lên. Thôi em cứ trồng cái mới luôn đi, chứ giờ em chờ đợi nó lên không biết có lên hay không. Rồi đây cả nhà, wow, cái thằng này á, đặc biệt cái thằng này là rau đậu hòa lan đây cả nhà. Đây đậu hòa lan, mà cái đặc biệt cái thằng này chịu lạnh. Nó là bây giờ là cả nhà mà ra Quơ Mạc hay là Phép Mayer, Home Depot thì cái thằng này nó đang bán nè. Đó, rồi á, là vì thằng này nó chịu lạnh được, nên là nó với lại rau xà lách á, là mùa xuân đó, nó chịu lạnh được. Nhưng mà em để ở đây thì trong nhà này á, thì nhà ở dưới máy có máy tôn, máy tre, thành thử ra nó là nó chịu lạnh được nè. Đó, nên là đấy, thôi gieo nó lớn lên rồi cho nó ra ngoài đây. Mà kỳ lắm cả nhà, cái thứ này nó chịu lạnh được, mà mình để trong nhà mình ấm á, cái nó heo héo, kiểu như nó không phát triển, mà mình cho nó ra cái là mình thấy nó phát triển đây nè. Ôi ôi đó, em cho nó ra nó tươi dễ sợ luôn không. Tí nữa em đi tưới cây đây đó. Rồi hả, vườn tược thì hả, đấy điều hiu đấy cả nhà. Rồi đây, ôi trời ơi, đây thì cải đấy, cải xanh đó. Đó, mà đó, cải xanh đây mà chưa đến mùa cái là nó nhú lên nhanh lắm. Còn những cái chậu này là dâu tây đấy, dâu tây mà giờ là cứ lụi như vậy, rồi đến mùa cái nó lên cả nhà ơi. Đó, rồi bên đây, ở vườn tược đó, hả, hết mùa rồi đó, là làm biến dọn dẹp, với lại lớn tuổi rồi cả nhà. Đó, thì đó, hả, là rau chua nè, hành lá nè, rồi á hẹ nè, thì mấy thằng đó nó chịu lạnh được cả nhà. Ôi ơi coi nha, đó hẹ với lại rau chua, mấy thằng này nó chịu lạnh được rồi đó. Rồi hả, giờ nó cứ điều hiu vậy đó, nhưng mà không sao đâu, vậy chứ mà đến mùa á nó phát triển nhanh lắm. Trời ơi sao hay lắm cả nhà ơi. Rồi đây nè, thùng thố em xin của người ta đó. Rồi đó là hai cây chuối đó cả nhà, đó giờ tàn lụi vậy đó. Rồi đây nè, cây hoa mai Mỹ. Trời ơi, hoa mai Mỹ gì đâu mà giờ sắp mùa xuân rồi nè cưng, mà cũng chưa thấy bông thấy nụ vậy đó. Rồi mấy cái chậu đó là sắp sửa tới mùa, cái em lại nhờ ông chồng ổng cưa để em trồng.
Đó rồi hoa, hoa giờ bắt đầu nhú lên rồi nè. Trời ơi, đây bụi tre làng nhà em. Ôi ông quý cái bụi tre dữ lắm. Rồi đây là tỏi nè. Đó, tỏi nhà em trồng kệ nó, em cũng thì cứ trồng đại vậy đó. Thì hả, em nào nó lên nó lên. Đó, đây là tỏi. Rồi đây là dâu tây. Úi trời ơi, mấy em dâu tây đó, một dãy đó là dâu tây mà đấy, có thấy em nào nó điêu hiều như vậy đó, tiêu điều đó, nhưng mà rồi đến mùa lên nó xanh tốt. Rồi trong đó là giáp cá thì đến mùa nó mới lên cả nhà. Rồi đó là kiệu đó. Ôi ôi, kiệu của em đó, củ kiệu cả nhà, củ kiệu hay muối củ kiệu đó. Đó, thấy chưa, lạnh quá rồi mấy em cũng teo húm vậy đó, nhưng mà trời ơi đến mùa cái mấy em nó phát triển dữ lắm. Nhưng mà vậy chứ mà vẫn có củ đồ điều điều. Còn năm nay trời ơi mừng lắm cả nhà, sinh được bé kia được miếng củ giống, củ nén. Trời ơi hôm nay nó tươi tốt vậy nè. Trời ơi thấy nó tươi tốt là mừng. Mọi lần mọi năm, năm nào nó cũng cho, mà trồng á chẳng có lên. Còn năm nay nó lên nè, trời ơi mừng quá. Rồi ở đây, trời ơi anh này là anh cải này nè. Cải này á là cái tên cải gì á, em mới vừa nhớ cái lại quên. Đó, cái thằng đó nó cũng chịu lạnh được á. Rồi đây, em hả là em cũng có vại hạt ở đây, nhưng mà là mình vại vại đây, nhưng mà rồi á là đến mùa xuân á nó ấm lên một cái hả là cả nhà thấy nó phát triển dữ lắm. Rồi á bên đây em cũng có vại hạt nè. Rồi bên đây là rau má Việt Nam mà khổ lắm cả nhà. Mấy em chuột, em tí gì đó mà không biết đào bới cái gì á, khổ ghê gì đó. Trời ơi, đừng có ba đào bới chứ của má con ơi. Rồi đây thì là em trồng rau mùng tơi. À, rau đay Hàn Quốc đó. Rau đay Hàn Quốc mà giờ nó thì em đã vại hạt ở dưới rồi, nhưng mà đến mùa là nó sẽ lên. Trời ơi, rồi đó bên đó nó là cũng rau má Hàn Quốc á, rau má Việt Nam. Đó, điều hiu mà đến mùa chắc nó lên nó mọc lại á. Trời ơi, đấy vườn tược nhà em bây giờ thì vậy đó cả nhà. Đó, chẳng có cái gì hết, nó điều hiu lắm. Rồi đây là cái cây năm nay vừa rồi em mới trồng đây, cây lâm à, cây lâm màu tím nè, không biết bao giờ mới có trái cho mình ăn ta. Cũng thấy đâm chồi đây nè. Rồi bên đây là cây mận, cũng là cây lâm. Ủa, cây lâm đỏ, cái cây lâm đỏ này trái ngọt lắm đó. Trời ơi, cũng đâm hoa kết trái, có trái, có trái cho tôi hưởng nha. Trời ơi, có trái chắc vui dữ lắm. Rồi hả, bên đây là cây táo, mà táo ruột hồng. Trời ơi, coi ơi, sao xót xa quá, sao mà gió thổi hay như thế nào gãy mất một nhánh của em. Ôi, để em về em nói ông trọng cột lên coi, không biết có được không. Ờ, gãy mất một nhánh rồi. Cây táo ruột hồng. Ôi, rồi đó một dãy đó hồi trước là em trồng mùng tơi, rau muống đó. Rồi bắt đầu sắp sửa xử lý đây, xử lý mấy anh này đây. Trời ơi. Rồi hả, giáp cá, cải kheo đồ ở trong đó. Rồi giờ nó dậy đó thì mùa đông vừa qua mà nó ngủ đông á cả nhà. Rồi hả, đây một mớ hỗn loạn này á là mấy chậu ớt á, bên năm nay em chưa có dọn được nè, để chờ cái thời tiết ấm cả nhà. Bây giờ em ra em dọn cái ông chồng ông la, ông nói trời ơi đi ra đó là cho bệnh, nên là thôi để thời tiết ấm á em sẽ xử lý hết mấy thằng này đó, xử lý hết. Em lại hả kêu ổng làm cho em thêm một dãy này á, là để em trồng rau đó, thêm một dãy này nữa là em trồng một dãy ở đây thêm để trồng rau, trồng cà chua đồ. Trời ơi thấy không, xa xa thấy thương ghê luôn cây táo á cả nhà. Cây táo đó là cây táo triệu view của em á, táo dữ lắm là táo luôn. Rồi đó cả nhà, thì đó là cái nơi em trồng bầu trồng bí đó. Rồi đây nữa nè cả nhà, đó cũng trồng bầu trồng bí đó. Lại hẹn nha, hẹn sắp sửa rồi. Hôm nay là tháng 3, sắp sửa đến mùa xuân rồi, tháng sau là vô mùa xuân rồi. Đó thì lại là lại bác nông dân ra đồng cày ruộng. Đây là hoa sen đá, hoa sen đá đây cả nhà ơi. Trời ơi đến mùa mấy em này tươi tốt, cũng mập dữ lắm. Còn giờ thì nó ngủ đông đây. Có cọng cỏ trong đây nè.
nó hoa sen đá. Rồi bên đây, bên đây là hoa này á, là hoa mà vàng vàng á, em chẳng biết cái tên nó là gì. Rồi bên đây là những cái củ này nó màu tím nè, nó cũng thơm dữ lắm nghe, chị bạn nói nó thơm lắm. Rồi cái năm nay nè, na em mua em trồng đó, nay nó lên rồi nè. Đó, còn đây là hoa, những hoa vàng vàng. Rồi bên đây thì là cái hoa màu tím á, nghe chị bạn nói cái hoa này nó thơm dữ lắm nên là em mua. Đó, nay nó nảy mầm hết trơn rồi. Rồi bên đây cũng vậy nữa nè, cái dãy này cũng vậy nè, hoa tulip nó nảy mầm rồi mà. Ôi, phải che chùm vậy để khổ lắm cả nhà, chẳng biết ban đêm á, ban đêm cái con gì á, ôi nó tìm cái gì ở trong đó không biết, nó chui ở trong đó nó tìm. Rồi đây là những cái hoa này á, thì em thấy nó sống được qua mùa đông mà không biết rồi, không biết nó có mọc lại không đây mà. Đó mà đây nè, cái này thấy thương không, hoa đẹp không? Đẹp không? Nhưng mà cái tánh nó nóng, thành thử ra thôi, để mẹ mày đi ra phép mẹ ơi, mẹ mày mua về trồng lại cái khác. Đó, vườn tược nhà em thì nó vậy đó cả nhà. Cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha. Bây giờ em xin tạm dừng ở đây để đi vô nấu ăn cả nhà, chứ ông xã ông sắp đi làm về rồi. Rồi lại hẹn cả nhà những video tiếp theo nha. Mong cả nhà hãy ủng hộ cho em. Chúc cả nhà một ngày mới an lành, hạnh phúc. Bye bye, see you ở cả nhà nha.